cô này là hay hay coi nhà con chơi, thì lúc đó thì con thì nó đã lớn rồi. Sau đó thì qua chơi thì rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à? Bấy giặc Kushida điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào đôi vợ chồng này. Chào hai bạn đến với chương trình Vòng Son nha. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Quân xin chào cô Hồng Vân. Chào anh Khúc Thuận. Em tên là Tự. Em đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi ạ. Công việc của Tự là gì? Hiện tại thì em đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên bên xây dựng nhà phố, đó là công ty xây dựng kiến trúc Việt Quang. Rồi, mời vợ của Tự. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 23 tuổi. Công việc hiện tại của con là ở nhà nội trợ và giúp chồng làm kế toán cho công ty. Nghe cái giọng của hai vợ chồng này, anh đoán là đồng hương. Dạ, đúng chính xác. Là quê của em ở đâu? Quê của em là ở Thanh Hóa. Hai bạn là vào trong đây lâu chưa? Em học hết lớp 12 là vào học đại học ở dưới Đồng Nai. Môi trường Sài Gòn thì em cũng mới làm việc là được 3 năm rồi lại đây thôi. Trước đây? Trước đó là, thì em là làm ở Đồng Nai, dạ, đúng không? Làm ở dưới Đồng Nai. Thì cơ duyên nào em gặp được vợ em? Gặp ở Đồng Nai hay là gặp ở Sài Gòn? Vợ em là hàng xóm của em ngoài quê. Nhà hai tụi con là gần sát nhau luôn. Bố chồng của con ấy ngày trước đặt tên cho con luôn, làm cha đỡ đầu của con luôn. Nhà anh không có con gái nên là có con lúc đấy là đang bé xíu xíu à. Hay là qua bên nhà anh chơi là bố mẹ chăm sóc như con đẻ vậy á. Dạ. Như vậy là đặt sẵn từ xí ngầu với người đi đó. Đó từ nhỏ đúng không? Hai cha mẹ biết nhau rồi đặt để luôn. Như vậy là từ nhỏ là con đó là đã qua nhà anh Tự coi như là chơi và sinh hoạt ở bên nhà anh Tự như nhà mình rồi, đúng không? Mà lúc đó là anh Tự là 18 tuổi đúng không? Dạ. 18 tuổi là con 6 tuổi. Dạ. Đúng không? Hoặc thậm chí là lúc con 2-3 tuổi đi. Đúng rồi, con bé xíu à. Bé xíu thì thậm chí lúc đó là anh Tự là còn phải trông em nữa. Con nhớ hồi còn bé là cô này là hay coi nhà con chơi, thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Sau đó thì qua chơi thì giống như là cháu rồi em cháu của nhà vậy đó. Rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Này lớn mình hẹn giáp. Vậy thì mẹ của con á với anh Tự á là có lớn hơn nhau nhiều không? Dạ, mẹ con hơn anh Tự có 10 tuổi à. Mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ôi rồi ôi. Dạ. Thế gọi bằng chị hay gọi bằng cô? Quê quê gọi bằng thím. Gọi bằng à, bằng thím. À, dạ. Thím. Nhưng rồi, mà hồi mẹ con chưa có lấy bố con á là ông này ông bắt nạt mẹ con. Úi giời ơi. Trước kia là bà ngoại, có nghĩa là người thân sinh ra vợ con này, thì khi đó là chưa có lập gia đình, thường là đi cắt cỏ hoặc là chăn trâu ngang ngò, thì mình khi đó thì cũng cái tuổi đôi mươi mà cũng nghịch, rồi ra rồi chặn đường rồi mấy cái trò nghịch của thanh thiếu niên nhà trẻ con ngày đó. Đến khi nào thì Tự mới phát hiện rằng là cái cô bé hàng xóm của mình dễ thương, đáng yêu? Học xong cấp 3 thì em vào học đại học trong Đồng Nai. Một năm là mình phải về quê thăm gia đình. Thăm gia đình một lần. Và những cái dịp thăm gia đình đó thì những cái năm đầu tiên thì không có để ý cô này, bởi vì là đang còn bé xíu à, cũng không có chơi với nhau nữa. Đến khi mà cô này bắt đầu học lên lớp 9, mặc cái áo dài màu trắng, tóc rất đen và dài, tôi thấy rất là ấn tượng. Nào cũng cười vui vẻ. Vậy năm đó là tự học đại học năm thứ mấy ta? Con mới bắt đầu năm cuối đại học rồi. Bây giờ hỏi cô vợ nè, đến khi nào thì ảnh mới bắt đầu để ý em? Hai gia đình cứ trêu qua trêu lại tán tỉnh là rất là lâu. Bố mẹ chồng em bây giờ ngày xưa gọi bác mà cứ bảo là thôi mày làm con dâu bác đi, gần nhà nè, không phải lo việc làm dâu gì, thích ở đâu cho ở nhà mẹ đẻ cũng được. Cái đến khi con 18 tuổi học đại học, cái ông này ông cứ học cho ngoan nha, học xong 4 năm đại học là anh rước nữa nha, kiểu như là cứ trêu trêu vậy thôi, nhưng không nghĩ là sau này là lấy nhau thật. Ông cứ thi thoảng nhắn tin thôi, gọi là anh em nhắn tin bảo nhau là lo học đi, em học cái gì rồi, cần anh giúp gì không, sau này ra trường cần gì anh cứ bảo anh. Tết năm 2020 thì mới bắt đầu là chính thức cua, xin phép bố mẹ đàng hoàng. Cách đây 2 năm? Dạ. Ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à? Ông cua bố mẹ con không à? Cái lên nhà
ăn uống dọn dẹp trong nhà gọi như tự nhiên như người nhau nhà luôn. Quá thân mà. Dạ, đem bữa cơm nên mẹ mời rơ thì bảo là ngồi xuống ăn cơm cháu. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà con nấu cơm cho ông đâu? Mà ông vẫn mời ông ăn thật. Nhưng mà lúc đó là con tình trạng như thế nào? Có người yêu chưa? Nếu mà học sinh mối tình học sinh linh tinh ấy là cũng có. Sang đại học quen nghiêm túc là một anh bộ đội. Trong thời gian con anh bộ đội đấy thì anh có về nhà con ăn cơm uống rượu, bố con cũng kêu ông này lên ngồi chung. Cái ông này ngồi uống rượu, ông này bảo là chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Cái nói trước mặt vậy đó, ông phán luôn. Dạ, xong con vẫn nghĩ là trêu thôi. Kể cả người yêu cũ của con ấy, chú bộ đội kia vẫn nghĩ là trêu và không để ý gì hết á. Trong thời gian quen ông thì ông này cứ nhắn tin đến bảo là chia tay cho em. Ui không hợp với em đâu, đi với em nhìn như hai chị em ấy. Em phải quen nào mà trưởng thành dạng như anh nè, gọi là đập chậu cướp hoa. Tết năm 2020 là lúc đấy là cũng cảm thấy là lên nghiêm túc với bố mẹ con. Xong rồi bố mẹ cũng bảo là nó nghiêm túc nó nọ kia, cho mọi nhau một cơ hội tìm hiểu. Đập chậu cướp hoa là chính xác là cái thời điểm nào? 2020 là bắt đầu ngỏ thôi, rồi đến lúc nào là mới chính thức là xin cưới? Xin cưới là vào tháng 10 năm 2020. Mới đây. Đúng rồi, con mới cưới đây. Chưa được 2 năm nhỉ? Chưa được 2 năm. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ, lúc đó là con đang học gần xong đại học năm 3. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Sao không đợi cho xong hết rồi mới cưới? Vì bác sĩ báo cưới. Cháu nó đi làm xa, thi thoảng mới về. Quýt. Con học một mình, vừa học vừa làm ngoài Hà Nội. Còn ông này là công tác trong Nam. Xong cái sau một đêm hai đứa nhậu say thì hồi lúc sau hôm sau là bác sĩ bảo cưới. Như là phải một tuần hay là một tháng sau rồi bác sĩ bảo. Dạ vâng đúng rồi. Tức nhưng là mà... cái khoảng thời gian mà chính thức tìm hiểu đến cưới nó nhanh lắm ạ. Chắc phải hơn một lần, tháng luôn á. Cái lần gặp nhau uống rượu định mệnh đó. Dạ. Là ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở quê? Dạ ở trong này, tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn đúng không? Tức là con vô đi chơi à? Dạ vâng con chơi. Lúc cái bố mẹ có biết là con lén vào Sài Gòn thăm anh không? Dạ con đi chơi với bạn con à. Ủa nhưng mà nó nghe nè, cái tuổi đó là cái tuổi các con trưởng thành rồi, bây giờ không kiềm chế được, cho nên là không có những cái phương pháp để mà phòng vệ đúng không? Dạ, tại con sao không nghĩ là có chuyện đó luôn. Tụi con nhậu với nhau rồi cái đấy là cái sự cố may. Ông này cũng muốn cưới. Khi mà bạn gái á báo tin rằng là có bầu thì cái phản ứng của tự như thế nào? Ông cười à. Như vậy là cố tình, bạn này là cố tình rồi. Cố tình đó. Bạn này thì không hề biết cái sự cố như vậy, nhưng mà bạn này thì muốn lấy. Tức là muốn có để mà coi như là muốn xây dựng gia đình rồi. Cười xong rồi bảo là cũng được, có cố tình em, cười cái mừng lắm. Vậy là đúng ý ông rồi. Bố mẹ của hai bên phản ứng như thế nào khi nghe cái tin đó? Bên chồng là chắc chắn vui đúng không? Bên chồng thì thực ra là đã tiếp nhận vợ con là từ trước đó rồi. Cái chuyện này thì cũng hơi có chút bất ngờ, nhưng mà bất ngờ nhiều hơn là ở phía bên bố mẹ vợ. Bên vợ thì sao? Tại vì hồi Tết anh nói bố mẹ con là chú Thím cứ yên tâm, cháu giúp em học xong rồi tạo điều kiện việc làm. Giúp em học xong gọi là cháu sẽ cố gắng là dìu dắt em, cho em đỡ sa ngã rồi. Nhưng mà... học xong các kiểu lo cho em đồ. Cuối cùng cái bố mẹ thất vọng. Bố mẹ có nói gì không? Buồn, mẹ nhà buồn khóc. Xong bảo là ôi trời ơi, nhà con gái đầu nữa mà nhà ở quê, nhà ba chị em gái, bây giờ đùng cái học chưa xong nó đi lấy chồng mà nó tôi khứa với mẹ rồi đó. Bố mẹ đặt niềm tin bao nhiêu, cái thất vọng bấy nhiêu. Bố chồng con ấy tâm lý lắm, lên trên nhà nói chuyện với lại bố con thì hai gọi là hai anh em quen biết nhau từ lâu rồi mà cũng làm công tác tư tưởng, bảo là thôi bây giờ an tâm dưỡng thai hai đứa, bố ở việc ở nhà bố mẹ lo hết. Con thì vẫn được tạo điều kiện học ngoài Hà Nội, có gì cái là cần gà có bố mẹ ngay. Nên là cũng đỡ. Con của con là bao nhiêu tuổi rồi? Em bé sắp tròn 1 tuổi ạ. 1 tuổi, dạ. Cái quá trình mang thai đó là con về quê? Dạ không, con vẫn học ngoài Hà Nội một mình. Mang thai một mình. Vừa mang thai vừa học. Quá trình con mang thai rất là cực. Khi biết là có bầu ấy là rất là sợ. Lúc đi khám ngoài Hà Nội ấy là em bé bình thường không sao, nhưng mà về quê đi khám kiểu như mình stress quá ấy. Bác sĩ chẩn đoán là có nguy cơ bị lưu thai. Dạ. Bà mấy tháng rồi? Dạ lúc đấy là 7 tuần rồi mà chưa có tim thai. Lúc đấy là mình mới có 22 tuổi à. Mình không nghĩ được là làm mẹ nó khó khăn đến mức như thế. Lúc đấy là mình buồn lắm, mình cố gắng là uống đủ thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc ấy, xong làm đủ mọi biện pháp để cứu em bé. Lúc đấy em bé yếu lắm. Cái khoảng thời gian đấy là mới thật sự thấy là đây đúng là một mảnh ghép nửa cuộc đời của mình. Anh chăm gọi là chăm từ A đến Z, chăm thay một người bố, thay một người mẹ mà là một người chồng luôn. Từ cái việc nhỏ nhặt nhất, đi dép cho hay là cột tóc cho hay làm gì, mình nằm một chỗ à, phải tiêm thuốc giữ thai. Anh làm hết, không cho phụ huynh nội ngoại hai bên ra bệnh viện thăm.
hai đứa giấu, sợ ông bà lo. Con vẫn phải ra ngoài Hà Nội hoàn thành được học. Ở một mình, sợ ông bà nghĩ là cứ đi viện ngày một vậy á, ông bà lo. Nên là có gì thì anh cứ bay qua bay lại cho thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vậy á, nằm viện các kiểu thì cứu được em bé. Con gái hay anh trai cơ? Dạ, con gái. Như vậy thì bao lâu thì có nghĩa là sinh xong là về quê? Dạ, con về quê sinh. Về quê sinh cho hai ông bà nội ngoại tiện chăm. Sau khi mà em bé được hơn 2 tháng cứng cáp thì anh đón hai mẹ con vào. Hai đứa lấy nhau, tuổi tác cũng cách xa nhau nhiều đúng không? Dạ. Đó, thì là chắc chắn là khi mà về chung với nhau rồi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn đúng không? Dạ, có những cái tật xấu gì của anh Tử? Nếu mà tính mà quá trình mà chính thức tìm hiểu yêu nhau đến cưới nhau ấy, chắc khoảng tầm hơn 1 tháng. Trong lòng con là thần tượng anh lắm. Bố mẹ lúc nào ông bảo tự nó giỏi, nó ngoan, nó biết phấn đấu. Mình nghĩ là ông này là người nghiêm túc. Mà nói chuyện với con cũng nói nhiều, mà nói theo kiểu là học hành không à, không có tình cảm, biết quan tâm lo lắng, xong rồi sạch sẽ, chính tê. Nên khi lấy về, lúc đầu mà bất sinh em bé ấy, ông này kiểu như là chưa tự ước được làm cha. Con ngủ, cái bố đeo tai phone mà quay mặt vào tường đi ngủ. Con khóc, bố đeo tai phone quay mặt vào tường đi ngủ. Không có trông con gì hết. Xong rồi em bé mới gì á, chạy nhưng bán mà, sống bán chết. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó là mới gọi là mới thôi. Bây giờ thì khác rồi. Chắc chắn rồi, bây giờ thì khác. Nhưng mà khi mà tụi con dọn vào trong này ở riêng ấy, đi làm về vứt hết đồ đạc xuống nhà. Đi đây bỏ quần, đi kia bỏ áo, bỏ dây lưng một chỗ. Bừa bộn. Mặc mỗi cái quần lót nằm chơi vậy á, nhục mà ai mới chịu đi tắm cho. Xách mặt tắm có phút à? Trời ơi, tắm nhanh nữa. Tắm dưỡng gian. Không kỳ cỏ. Tắm với dưỡng gian. Xong cái tưởng đâu nghiêm túc lắm nhưng về nhây. Rất thích hay trêu cho con chửi. Về nhà ví dụ như đến bữa ăn cơm, vợ ơi em thích ăn rau muống xào hay rau muống luộc? Luộc đi chồng. Ừ thế anh xào nhá. Mà nếu xào chồng là ừ anh luộc, mà làm thật thế luôn. Chứ không phải là trêu đùa đâu. Đó là thích cho vợ chửi. Dạ đúng rồi, con nấu trong bếp cứ đi qua, bóp mông một cái, xong đi qua, cấu một cái, cắn một cái, trong cái để con chửi cho xong quay lại nhại con. Nhại lại. Đúng nhại rồi. Lại, đó thường con chửi. Con chửi như nào con bảo chửi là như nào? Anh muốn chết à? Đấy, nhại lại y chang thế luôn. Dễ thương á. Dạ. Nhưng mà đó là dễ thương. Xong cái chửi quá, cái ông giơ mông, ông bảo nè cho bóp mông cái nè. Rồi im đi, tôi đít tai bà quá à. Cảm giác như anh bằng tuổi con luôn đấy, không là khoảng 12 tuổi luôn á. Rồi bây giờ bạn mong muốn thay đổi, đúng rồi. Tự thay đổi điều gì? Thực ra thì con chỉ muốn chồng con là thôi cứ nhây cũng được, thấy cho vui trẻ cũng được. Nhưng mà anh bớt suy nghĩ công việc đi. Nhiều khi anh căng thẳng công việc ở công ty ấy, xong anh về anh gọi là xả giận ấy. Mệt lắm, mệt cả hai vợ chồng. Thế còn Tử thì sao? Cô ấy có những tật xấu gì? Vợ con thì con cũng không có phải là ý kiến nhiều về cái tật tính xấu. Mà có một số cái là cũng mong muốn để vợ thay đổi là một á, cái tâm lý xảy ra chuyện hoặc là vợ chồng có lời qua tiếng lại thì cô ấy thường là giữ im lặng, đóng cửa một mình rồi là với con. Nhưng mà trong quá trình mà im lặng như vậy thì lại khi mà mình muốn xử lý êm với vấn đề hoặc là vợ chồng cần phải trao đổi hoặc là không giải quyết được tận gốc vấn đề, không giải quyết được tận gốc vấn đề. Mong là vợ thay đổi, chia sẻ vợ mở lòng ra với mình. Cái mà im lặng ấy là lúc mà con mà bực mình quá cái gì á, con sợ con nói ra sẽ làm người khác tổn thương, tại vì mình không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Mình hơi bị nóng tính. Nên con sẽ im lặng đóng cửa lại. Nhưng mà ông này không biết ý, nhưng người ta vợ ấy chỉ cần nói câu xin lỗi vợ thôi như nào thôi, đằng này cũng im luôn à. Phải có một cái sự thông cảm cho nhau. Đúng rồi, trong công việc qua và lại. Trong cái tâm sinh lý phát triển của cái người bạn đời của mình. Hy vọng rằng là sau chương trình này về thì hai vợ chồng Tự sẽ có chỉ một có cái sự điều chỉnh. Ngồi nói chuyện đó. Với nhau, mở lòng nói chuyện với nhau hết. Thay vì chúng ta giao lưu cái sinh hoạt coi như là dí dỏm với nhau bằng cái cách trêu đùa với nhau, thì tại sao trong những lúc mà nó căng thẳng thì chúng ta tại sao lại giải quyết bằng một cách là im lặng mà không ngồi lại với nhau để cùng nói với nhau để giải quyết những cái vấn đề. Xin cảm ơn Tự và bà vợ nhé. Và em có một nguyên tắc là bạn của người cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này thì em gọi là theo cặp rồi. Ngon, body đẹp, trời ơi, xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần nè, xong rồi phải có một chút nghệ thuật. Nhìn chơi bời như thế này, xong bắt đầu lại Việt Kiều như thế này. Xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với trường quay của chương trình Vợ Chồng Son và cùng lắng nghe câu chuyện tình yêu, câu chuyện hạnh phúc của cặp vợ chồng đầu tiên. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Bây giờ trước khi hỏi tên tuổi nghe, thì là cho anh biết coi vì lý do tại sao các em xuất hiện trong chương trình này và
trên tay cô dâu lại có hai quyển sách như vậy. Dạ, vâng ạ, em xin giới thiệu, em là Lưu Ký Hương. Hiện nay thì em công tác ở Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam với vai trò là MC, ca sĩ. Và em có một công ty riêng về lĩnh vực tâm lý tình cảm. Chồng em là một người yêu thích chương trình Vợ Chồng Son từ rất là lâu rồi. Và cái ước mơ của anh ấy đó là được một lần ngồi trên chương trình này để nói về cái câu chuyện của vợ chồng. Và hôm nay em có mang một món quà là cuốn sách của em để dành tặng cho hai anh chị. Rồi. Sách của Hương hả? Dạ vâng ạ. Rồi chị cảm ơn. Đây, trời ơi, nghe mà nó vừa xúc động mà nó vừa tuyệt ấm chiêu, áp, tuyệt chiêu sống và yêu. Rồi hay quá. Dành cho phái đẹp. Cảm ơn em đã thấy được cái đẹp ở trong anh. Trước tiên cho em gửi lời chào đến anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Khánh Toàn, em năm nay 33 tuổi, em hiện đang sống ở Đức. Thì em rất là hay xem chương trình Vợ Chồng Son và em rất là hâm mộ anh chị. Đây vẫn còn đang cảm giác rất là bồi hồi. Chị hỏi này, em thích cái chương trình này từ lúc nào? Bao nhiêu năm rồi? Chắc là cũng phải 3-4 năm đấy. Cái cơ duyên nào mà em biết đến chương trình này? Khi mà em làm việc xong, mỗi lần làm việc xong thì buổi tối về rồi ăn cơm nghỉ ngơi là em thường bật kênh YouTube lên, em xem cái kênh YouTube của chương trình Vợ Chồng Son. Xem nhiều số về, em rất thích nghe những câu chuyện tình yêu vì nó truyền cảm hứng cho em. Và hai anh chị dẫn chương trình rất là dí dỏm và vui. Cảm ơn em. Bây giờ mới là hồi hộp về cái cơ duyên mà hai bạn này đó. Sao mà biết nhau nè. Lần đầu tiên mà các bạn biết nhau đó là ở đâu? Em biết anh Toàn qua một cái buổi workshop dạy nhảy miễn phí. Của người yêu cũ anh. Bạn ấy nói là có một buổi workshop của một dancer từ Đức về dạy bachata. Thì em thích cái bộ môn nhảy này. Thế là em mà lại nghe thấy là nhảy miễn phí, học miễn phí thì em đến luôn. Và nhân cơ hội này tại sao em không tái hiện lại cái màn mà nhảy đôi cùng với cô gái này được không? Trên sân khấu này. Dạ vâng. Okay. Thế cho bọn em xin phép nhảy chính cái điệu nhảy đầu tiên của bọn em. Hay quá. Hay quá. Này chị với Bin nhảy được nè Bin. Em này nó chậm chậm vậy thôi đó hả? Đó, Latin à. Eo quá ha. Hay quá. Rồi. Nhiều thứ. Xin cảm ơn hai dancer Toàn và Hương. Như vậy là em nhìn thấy mà ảnh đi với một cô gái là chắc chắn là em không có ấn tượng gì về ông này đúng không? Thứ nhất là đấy là cái buổi mà dạy nhảy ở câu lạc bộ người yêu cũ của em. Và em có một nguyên tắc là bạn của người yêu cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này thì em gọi là theo cặp rồi. Thế là em cũng không để ý gì luôn. Nhưng mà có ấn tượng với cái ông thầy này không? Ngon, body đẹp, trời ơi, xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần nè, xong rồi phải có một chút nghệ thuật. Và khéo léo thì bạn này có, xong lại khỏe nữa, trời ơi. Đúng rồi, nhưng mà tiếc rằng có cái gì mà em mong muốn đúng không? Nhưng mà tiếc rằng mà em không nghĩ gì đến cái việc là sẽ nảy sinh tình cảm gì cả. Mà em rất là hâm mộ và em rất là tôn trọng á. Em tưởng là thôi là hôm đấy là cũng định gặp mặt như thế mà cũng thấy bạn kia bám sát thế rồi và vợ em lại cũng không đưa ra một cái tín hiệu gì là khoái khoái em cả. Thế là em cũng bơ bơ đi cho đến cuối buổi workshop thì người yêu cũ của vợ em, tức là bạn của em, bạn học của em lại bảo thế Toàn dắt thêm một bài đi. Thì em nhảy với vợ em thì nó có một cái sự kết nối mà nó làm em rất là thích và tò mò. Thì lúc đầu là nhìn vợ em thì trông rất là lạnh lùng các thứ nhưng mà đến lúc mà nhảy thì em lại khoái khoái. Rất là ấm áp. Ấm áp. Lửa nó cứ như là 500V nó đúng không? Âm ỉ, nó cứ chảy rần rần là... máu của em cứ dồn lên não. Khóc người rần luôn đấy. Và sau đấy thì em thường thì em có thói quen là em ra ngồi quán cà phê, em làm việc, em cũng chỉ có cái laptop với cả cần mạng là em làm được việc rồi. Thì vợ em lại lúc đấy lại biết cái ngành của em nó khá là lạ và muốn tìm hiểu xem. Em hoạt động nghệ thuật đó, rất là bay nhảy, xong rồi em lại học về lĩnh vực tâm lý nữa. Thế cho nên là những cái công nghệ thông tin, những cái thứ đó em không biết. Thế cho nên là một người nào đó nói với em là họ biết cái thứ đó là em rất muốn hỏi để em học, để em tìm hiểu về nó. Thì em chủ động hỏi bạn ấy là hôm nào bạn chia sẻ với tớ về cái tớ với bạn. Bởi vì là thật ra thì người yêu cũ em kém em một tuổi. Thế cho nên đối với em thì bạn này vẫn nhỏ tuổi hơn em. Và em sẽ không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn em nữa.
À, thế là em chỉ hỏi bạn này, bạn ấy rất là nhiệt thành. Thì cái hôm đấy là em rất là ấn tượng với cái mùi nước hoa của bạn ấy. Xong rồi đến lúc mà em phải về rồi, em phải đi làm rồi, thì bạn ấy bảo là đợi tớ một tí, để tớ ở chỗ cái này nó có cái bánh mì. Thì em tưởng là ở cái dưới quán cà phê nó có bánh mì, hóa ra bạn phải chạy rất xa, bạn mua cái bánh mì cho vào trong túi đưa cho em, cho em mang lên xe ô tô để em đi em ăn. Thì em sau đó thì em lại thấy là bạn đi bộ về nhà, và em nhìn thấy là một người đàn ông rất là lịch thiệp mà lại biết quan tâm. Mà em rất thích những quan tâm nhỏ như vậy, vì là thời điểm quen em thì có rất là nhiều đàn ông đến thì họ sẵn sàng đầu tư tiền bạc, nhưng em không nhận được cái sự đồng cảm. Vì đặc biệt là em lại là mẹ đơn thân cho nên em cần những người đàn ông có thể quan tâm em những cái nhỏ như vậy. Thế là sau đó thì em có ấn tượng rất là tốt về bạn này, bọn em nói chuyện với nhau rất là nhiều. Không nói chuyện thì nhớ. Sau đó thì em mới hỏi thẳng là cái cô mấy đi cùng là như thế nào. À, mới giờ mới hỏi đó. Vâng, em hỏi thẳng luôn, để nếu như mà em thấy còn lòng hoàng là em sẽ không dính dáng gì cả, nhưng bảo là chỉ là bạn bè thôi. Đó, thế thì em ok, vậy thì mình cho người đàn ông này một cơ hội. Thế nhưng mà Toàn có biết là Hương là mẹ đơn thân không? Em biết chứ ạ. Nhưng mà em thì là trai tân đúng không? Tân, đúng rồi, trai tân. Sau khi mà nói chuyện em thấy anh ấy có một cái điểm chung là mẹ của anh cũng là mẹ đơn thân. Mẹ anh ấy một mình nuôi anh ấy và em gái anh ấy du học Đức mà chỉ bán xôi thôi. Thì em nhìn là người đàn ông này cũng có một cái ấu thơ giống con trai của mình. Và anh ấy sẽ hiểu cái cảm giác của một đứa trẻ khi thiếu bố. Và anh ấy sẽ hiểu cái cả cái nỗi khổ của một người mẹ khi phải một mình nuôi con như thế nào. Thì em nhìn thấy cái sự đồng cảm và em muốn cho anh ấy một cơ hội. Và bắt đầu em để cho anh ấy tiếp xúc dần với con trai của em xem như thế nào. Thì qua quá trình tiếp xúc thì em thấy là anh là một người đàn ông mà em chờ từ rất lâu rồi. Hay quá. Chờ từ rất là lâu rồi. Bởi vì là khi mà mới quen á, thì nhà em là có hai mẹ con ở với nhau, thì có những cái thứ đồ đạc ở trong nhà nó bị hỏng. Và ví dụ như nó hỏng hẳn đi, mình thay mới. Nhưng mà đây nó cứ hỏng cái nhỏ á. Ví dụ như là cái núm cửa đó. Em cứ mở cửa ra một cái, em bước vào trong nhà, em đóng cửa một cái là cái núm cửa nó rơi ra là không mở cửa được ra nữa. Thì nó hỏng cả đến hơn năm trời rồi mà không có ai sửa cho em, mà em cũng không biết tìm ai sửa cả. Mà hôm đấy em vẫn đang ngủ, em hay ngủ muộn đó, bởi vì em làm một việc về khuya mà. 10 giờ sáng em đang nghe tiếng cạch 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 cạch. Xong rồi nhìn mặt ra thấy con trai mình đang dí rủ với anh Toàn sửa cửa, sửa bồn cầu. Em chóng mặt, em bảo cái anh chàng Việt Kiều này kỳ lạ ta. Sao lại biết làm có mấy cái việc này, bắt đầu em lại càng ấn tượng hơn. Thế xong rồi rằm mùng 1 em mang xôi với lại hoa ngũ sắc đến nhà em để thắp hương bàn thờ. Em giật mình, em người đông này lạ ta, nhìn chơi bời như thế này, xong bắt đầu lại Việt Kiều như thế này, xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Vâng, bởi vì em làm khi mà em chơi là quen ai em sẽ phải quan sát rất kỹ họ, thì em thấy rằng là người đàn ông này đã được giáo dục rất kỹ từ người mẹ rồi. Còn mẹ của em thì đón nhận cái tình yêu của em với Hương như thế nào? Ban đầu thì mẹ của em cũng xuất phát từ cái tình yêu cho em nó lớn thôi, thì là cũng muốn lo cho, cũng đề cao con trai là giai tân rồi học ở nước ngoài, công việc ổn định rồi mà lại đi yêu gái một con mà lại trong showbiz. Mẹ em lúc đầu cũng phản đối, và cả gia đình của em nữa luôn. Đã đến cái nỗi như mà... thế nào Toàn? Bị đuổi ra ngoài đường luôn rồi. Mẹ em đã đóng đồ trong vali rồi, đem đến tận nhà. Mẹ ở Việt Nam hay mẹ ở Đức? Mẹ em ở Việt Nam ạ. Ở Việt Nam. Ồ, vậy đó hả? Đã đóng đồ vào vali để chuẩn bị đuổi đi rồi đấy. Nhưng mà rồi sao nào? Xong rồi thì em nghĩ là em sẽ thể hiện cho mẹ em biết là em yêu vợ em, và nhờ vợ em mà em phát triển bản thân, em thành một con người tốt hơn. Và sau khi mẹ em đã nhìn thấy được cái điều đó, thấy con mình trưởng thành nhờ có người phụ nữ này, thì mẹ em lại quay ra lại rất là yêu Hương và yêu con trai của tụi em. Vậy thì hay quá. Có nghĩa là bây giờ tụi em chưa có con mới đúng không? À, chưa. Bây giờ là các bạn là đang ở xa nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Vẫn yêu xa đó. Lấy nhau nhưng mà là vẫn yêu xa. Vậy bây giờ yêu xa như vậy thì đâu thể nào mà lòi những cái tật xấu ra. Có thấy không? Yêu xa vậy có thấy được tật xấu của nhau sau khi mà quyết định là đến với nhau không? Vợ em có một cái tật là không đáng yêu lắm. Là rất nhiều quần áo mà ca sĩ mà chị. Thì đi diễn này xong ngồi váy viết các thứ đẹp lắm, thế nhưng mà nhiều vô kể. Mà em về em đã thấy nhiều thế và lại không có đủ chỗ để, thì em đóng hẳn cho luôn hai cái dàn treo. Rất để treo được rất nhiều rồi, thế nhưng mà cái ghế để mà ngồi trang điểm ấy chất đống lên cao đến cả nửa mét luôn. Trong khi không chỗ ngồi luôn, hai cái dàn kia để mà treo quần áo thì không thích. Mà là cứ thích chất lên cái ghế ngồi trang điểm. Xong đến lúc mà đi ra ngoài thì lại phải lựa lật lên, lại cho lại vào. Xong rồi đi về lại chất đống lên. Đồ nhiều quá. Chưa được ngăn nắp. Còn điểm nào chưa đáng yêu nữa? Cũng không hẳn chưa đáng yêu, mà nó là cái thuộc về tính chất công việc của vợ em nữa. Bởi vì vợ em là thường là sẽ livestream và tư vấn là
sẽ đến làm công việc đến khá muộn, ít nhất phải 11-12 giờ. Còn em lại rất thích là ngủ sớm dậy sớm. Cái thời gian ở một mình bên Đức là toàn là 9-10 giờ đi ngủ, xong rồi 4:30-5 giờ sáng là đã dậy đi tập gym rồi về làm các công việc khác rồi. Thì em thấy làm như thế được nhiều việc hơn. Nhưng mà khi mà ở gần nhau rồi thì là em phải điều chỉnh rất là nhiều về cái thời gian biểu của em theo vợ em, khá là mệt. Em thức đến 2 giờ sáng và em ngủ đến tận 2 giờ đêm, 10 giờ sáng em mới dậy. Thì đương nhiên rồi, em thức khuya em phải ngủ bù chứ. Không thì cái này là chị, theo chị là nó không phải là tật xấu đâu, bởi vì tính chất công việc của hai người, sau này tụi em về chung một nhà, chung một nước thì tụi em sẽ tự điều tiết cái vấn đề này, không vấn đề gì. Không biết yêu xa thì cô ấy có ghen không? Vợ em cần em có nguyên tắc hơn khi mà tập tành với cả những cái bạn nữ thôi. Tức là em với những bạn nữ bên châu Âu thì họ cũng rất là thoáng, thì tiện đâu là mình tập ở đâu đó thôi. Thì bạn này em tập với cả một bạn cũng là vũ sư, thì bọn em tập bài để biểu diễn cùng nhau. Thì chưa tìm được cái phòng tập nào nó gần chỗ bọn em cả, thì nhà bọn em lại gần nhau. Thế là em qua nhà bạn đó để em tập. Thì thực ra em cũng sẽ nói cho vợ em, nhưng mà vợ em nói luôn một cái là anh cần có nguyên tắc là nam nữ là không tập mà với nhau ở trong một cái phòng riêng. Đấy, kể cả là bạn lâu năm hay là gì đấy. Thì em cũng tôn trọng vợ em thôi, nhưng mà em cũng lúc đấy em cũng lại nói đùa. Không biết là vợ mà ghen làm sao nhỉ? Tại vì anh chưa thấy vợ ghen bao giờ. Nhưng mà kể từ lúc đó là em đâu có tập riêng rồi đấy. Vâng, đi nhảy là trước khi, kể cả về Việt Nam mẹ, hôm qua cũng vừa đi khiêu vũ là phải ra bảo vợ. À, vợ anh đi nhá, đây nhẫn anh đeo rồi nhá. Anh có một hôm đi nhảy, trong anh về anh kể là anh ấy nhảy đẹp quá, xong cái cô Tây cô nhảy cô bảo Toàn ơi mày yêu tao đi. Thế là em biết ngay là hôm đấy đi nhảy không đeo nhẫn. Em bảo đi nhảy có đeo nhẫn không? Thế xong bắt đầu là anh xin lỗi anh quên, thế là thôi em không nói chuyện gì. Là hôm sau là phải đưa vào nguyên tắc luôn là đi nhảy là phải đeo nhẫn. Phải có đeo. Bước ra đường là phải đeo nhẫn. Nhắc mấy lần rồi mà anh ấy sợ bị rơi mất nhẫn, và em cũng để cho anh cái khoảng thời gian để anh tự hiểu là cái điều của anh ấy làm đấy nó xảy ra cái điều như thế nào. Thì em không nói gì. Thế một lúc sau anh ấy gửi cái clip mà anh ấy cầm cái que, anh ấy vụt phần chân anh ấy, nó tím xỉu luôn. Thế này, chứ anh đánh một người anh cho em thấy nè, thì anh xin lỗi. Nghiệp quá vậy. Tự nhiên em buồn cười quá. Rồi giờ tới em đó. Thôi sẵn kể luôn, kể luôn đó. Đó, tật xấu đó là quên mang nhẫn khi đi làm việc. Hay quên những điều cần thiết để chứng minh mình là người đã có gia đình. Đúng không? Đấy. Đó là một tật xấu. Đó. Một tật xấu nữa là ăn quả vặt. Nếu mà khoét chị ạ. Ăn gì? Ăn quả vặt. Ăn quả vặt sung sướng lắm em. Ăn quả vặt. Trời ơi, em đồng minh rồi. Trời ơi, đồng minh rồi. Đời chị đừng có cho chị ăn 3 bữa chính, cứ cho chị ăn 5 6 bữa vặt vặt đi. Chị ơi, ví dụ nha. Lắm cuộc đời mong manh lắm em ơi. Anh ấy ăn đủ 3 bữa chính rồi. Thế xong bắt đầu là ví dụ như là anh ấy buổi sáng ăn sáng rồi nha. Rồi uống cà phê rồi nha, xong rồi anh ấy bảo là anh đi mua bánh mì cho em. Anh sẽ mua bánh mì về anh làm cho em. Xong anh mua một cái bánh bông lan trứng muối này, xong rồi một cái miếng cơm cháy to đùng như thế này nè, xong bắt đầu là những cái quả nho nhỏ đó. Xong rồi em nhìn anh không bao giờ để dám để sát vào nhau đâu, bởi vì anh ấy biết là nhiều thì sẽ bị em kiểm soát, cho nên là anh để mỗi nơi một tí. Em đang ngủ ở trong phòng nghe cái cách cứ phát là em biết là đang cắn hạt dưa. mà mỗi lần anh ấy về nhà mẹ là anh sẽ mua một cái túi hạt dưa nó to khoảng 3 cân như thế này là này. Em khoái ăn hạt dưa hả? Vâng. Mà như con sóc lại ngồi làm việc, mà em thì em quen làm việc trật tự rồi, mà em ăn cực kỳ là chỉn chu. Trước khi em gặp anh ấy là body em nó fit lắm, vì em không hề ăn vặt luôn. Thế mà anh ấy thì ăn hạt dưa nhiều anh bị ho, em không cho ăn mà là ăn vụng ăn trộm. Và cứ khi em đi ngủ phát là nôi ra cắn cái rách, mà em thính như nào mà em ngủ trong phòng ngủ mà nó đóng kín rồi mà nghe cái rách phát em biết. Thế em bảo anh đưa cái gói hạt dưa đây xong giấu đi. Thế cuối cùng em về em mới bảo mẹ là mẹ đừng mua hạt dưa cho anh ấy. Mẹ bảo mẹ có mua đâu, nó đi nó mua đi chứ, sẽ đổ cho mẹ. Rồi bây giờ làm sao, mẹ có muốn Toàn thay đổi gì không? Thật ra thì đối với em thì đấy là những cái điều đáng yêu của anh ấy. Em thấy đáng yêu mà. Em muốn là anh ấy được là chính mình khi ở bên cạnh em, bởi vì là anh ấy sống và anh ấy làm việc thì từ khi còn bé anh ấy là đàn ông, anh luôn luôn phải thể hiện bản thân mình, phải gồng mình lên rồi mạnh mẽ rồi đi làm việc ở bên Đức thì họ đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp và không được có một lỗi nào cả. Thế nhưng mà em muốn là ở bên cạnh em thì anh hãy là chính mình. Và bọn em giống như hai đứa trẻ con ở cạnh nhau vui lắm. Nên là khi mà mọi người cứ hỏi là sau khi cưới thế nào thì em thấy là từ khi lấy chồng vui hơn, thích hơn, được chiều nhiều hơn. Thế là tuyệt vời quá rồi. Con trai của em còn nói một câu là mẹ ơi, ở nhà có 3 người bao giờ cũng vui hơn nhà có 2 người. Vui ha, đấy. Nghe đã ha. Thế còn Toàn thì sao? Toàn có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em chỉ có duy nhất một điều là mong muốn vợ thay đổi một chút. Đấy là sau khi mà những buổi tư vấn của vợ em xong, tư vấn tâm lý tình cảm xong, thì vợ em hay bị buồn với câu chuyện người ta, xong rồi suy tư, xong rồi
suy nghĩ lâu nó ảnh hưởng đến cái bị lậm á nên ảnh hưởng đến cái tâm trạng cảm xúc riêng của mình đấy. Thì em mong muốn vợ là thôi tư vấn xong cho người ta thì xong câu chuyện đấy thì thôi mình dừng lại ở đấy. Thực ra là tất cả những cảm xúc đó nó là chất liệu cho những cái lần sau. À, thế nhưng mà em cũng phải lưu ý một chút là bởi vì này, em phải biết control. Ví dụ như em được quyền sống trong cái cảm xúc đó thời gian bao lâu, rồi sau đó là em phải thôi, em phải delete liền mới được. Đó, theo chị là như vậy. Ủa, nhưng mà bao giờ em trở về Đức? Ngày mai em bay về Đức ạ. Ồ, như vậy em bay từ thành phố Hồ Chí Minh hay là từ Hà Nội? Tối nay là bọn em sẽ bay từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, và ngày mai là em bay từ Hà Nội sang bên Đức. Và em bay chỉ một mình, đúng không? Như vậy là bọn em vẫn còn đang chiến đấu nhiều. Anh vẫn mong rằng là hai em sẽ về chung một nhà và không còn ở xa nhau như vậy. Thì thôi thì tự nhiên muốn nghe Hương hát nè. Bây giờ giá như ai biết đàn em Hương với Toàn đâu tặng một cái nhưng mà Toàn là biết nhảy thôi. Toàn biết đàn á. Ngày xưa là mẹ anh Toàn là cho anh Toàn học đàn từ bé là để sau này tán gái cho nó dễ. Ồ, nếu vậy thì giờ Toàn đời Hương hát đi. Đúng rồi, Toàn có mang theo cái đàn đi. Thế cho em xin phép tặng một cái một bài ạ. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em, đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông trần cho anh mơ mộng. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lấy, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng giờ là lời, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về miền biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng giờ là lời, sẽ nói yêu em mãi, những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Em muốn được cùng nhau về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng giờ là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Cảm ơn các em, cảm ơn chị nhiều lắm. Nói trời sao còn trẻ mà giỏi dưới làm bếp trưởng dữ, em có ngồi em nhìn miết vậy? Ai vậy là đội giùm thôi. Dạ em là đội giùm. Nóng quá cô là biết đội đúng không? Còn ảnh nhìn qua em thì giờ sau em mới nghe ảnh kể là ảnh nhìn cái xe mô tô của chủ shop em, còn làm em cứ ngộ nhận em tưởng nó nhìn em không à. Trời ơi, hát cõi lòng à. Trời ơi. Xong em nói là anh thích em đi, anh thích em mà anh không có hối hận đâu. Rồi anh trả lời sao? Lúc đó anh vẫn chưa thích em chị. Điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào em. Chào anh chị. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Ngọc Tài. Thì hiện tại em sinh sống ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Nghề nghiệp của em là kỹ sư ô tô. Dạ. Thì năm nay em 30 tuổi. 30, dạ. Tài. Dạ. Con em. Dạ, em tên là Lê Trần Ngân Trâm, em sống ở Bình Phước nha. Năm nay em 28 tuổi và em làm kế toán nè. Nhìn cái áo của Trâm giống như là cái áo của em hả? Dạ, áo cưới của tụi em. Áo cưới của tụi em, dạ. Đúng không? À. Em đang có tin vui đúng không? Dạ, em mới có em bé khoảng 2 tháng nha. Wow. Dạ. Thay mặt chương trình thì chúc mừng hai vợ chồng em. Dạ. Có tin vui như thế này. Rồi, kể cho anh biết đi, hai bạn gặp nhau và quen nhau như thế nào? Em gặp ảnh là lúc mà em còn đang đi học cao đẳng, lúc đó em mới 22 tuổi anh. Em mới làm thêm ở một cái shop quần áo trên đường Phạm Ngũ Lão ở Gò Vấp. Và lúc đó thì em bán quần áo nên em cứ ngồi trong shop rồi em cứ ngó ra ngoài đường á. Thì đối diện cái shop em là cái quán lẩu nấm của ảnh, quán lẩu nấm An Nhiên. Em cứ ngồi em nhìn hoài vậy á. Em nhìn khoảng 6 tháng. Tại lúc đó ảnh làm đầu bếp ở trong nhà hàng á chị. Làm sao mà thấy ảnh? Nhìn cái chữ An Nhiên thôi hả, chứ đâu có thấy ảnh. Dạ, nhìn xuyên vô cái xuyên vô cái kia lại em thấy ảnh. Dạ, thì cái nhà hàng bên em á là cái bếp
thì nhìn thẳng ra ngoài đường được. Thì khi mà đứng nấu á, thì có thể nhìn ra ngoài đường đối diện bên đường được. À, tức là mối tình qua hai lớp kiến. Trong 6 tháng là chỉ nhìn thôi chứ không có bước qua mua bộ đồ nữa. Không ạ, à, tại bên đó bán đồ nữ. Mà bên đây không qua ăn lẩu nấm. Lúc đó em là em nghe nói mắc lắm, em không dám qua chị. Ồ vậy hả? Lúc đó ảnh là học đại học, ảnh đi làm thêm thôi mà ảnh đợi cái nón đợi bếp trưởng trong nhà bếp á, anh đợi giùm cái cô bếp trưởng thôi chị. Mà em có tưởng là ảnh là bếp, cái giống như em ngưỡng mộ thầm vậy. Nói trời sao còn trẻ mà giỏi dưới làm bếp trưởng vậy, em có ngồi em nhìn miết vậy. Ai vậy là đợi giùm thôi. Dạ, em mà đợi giùm nóng quá, cô làm biết đội đúng không? Còn ảnh nhìn qua em thì về sau em mới nghe ảnh kể là ảnh nhìn cái xe mô tô của chủ shop em. Còn làm em cứ ngộ nhận, em tưởng nó nhìn em không à. Trời ơi, hát cõi lòng à. Mình đang, chị em mình đang nghĩ tới một đó cái, là cái, một cái tình mối cảm. Tình qua hai lớp kiến. Phải nói là 6 tháng trời chỉ nhìn nhau thôi qua lớp kiến. Và cuối cùng là sao? Kết quả là ông nhìn chiếc mô tô. Lúc đó thì nói chung là em cũng chưa có xin số điện thoại. Thì 6 tháng xong rồi em học bài thì cũng buổi trưa cũng buồn quá. Thôi kiếm ai nhắn tin nói chuyện cho vui. Thì lúc đó thì nhìn qua nhìn lại thì vợ em cũng nhìn qua em cũng nhìn lại. Rồi xong rồi em cũng giơ tay lên xin số điện thoại. Rồi xong rồi vợ em cũng đâu có sẵn giơ lên luôn. Rồi xong rồi em cũng lưu trong số điện thoại nhắn tin qua. Em biết sẵn trước đó mà em không dám đưa. Em nói hay là mình giơ mình làm quen ảnh đi, chỉ làm quen kiểu thích nhau thôi mà đâu có gì đâu. Mà ngại không dám đưa. Cái ảnh vừa giơ dấu hiệu hai giày cái em cũng hai lại. Xong rồi anh xin vậy, cái ảnh vừa xin cái em giật. Wow. Có ghi sẵn rồi, có ghi sẵn rồi. Em ghi sẵn rồi. Sau khi lấy được số điện thoại rồi sao? Rồi em nhắn tin. Thì nhắn tin nói chuyện khoảng thời gian. Mới đầu nhắn tin thì em cũng nói bằng tiếng Anh thôi, chứ không có nhắn tin bằng tiếng Việt. Thì vợ em thì lúc đó cũng học bên chuyên cũng thuộc về bên du lịch cũng thuộc tiếng Anh. Thì nhắn nhưng mà vợ em tiếng Anh giỏi hơn. Cái em nhắn không lại, em nói thôi nhắn tiếng Việt đi. Lúc đó em đã ngộ nhận nữa chị. Em nói trời anh này đồ bếp. Mà lúc đó em không có phân biệt được giọng miền Trung nói chuyện lơ lớ nha. Ảnh gốc ở Nha Trang á chị. Em nói cha anh này đồ bếp chắc bên nước ngoài mới về khoái nữa. Coi như nói tiếng Anh dạ. Mà giọng lại lơ lớ. Đó mà đeo ấy cái nón mà của bếp trưởng dạ. Tuyệt vời quá tưởng gì đồ, nữa. Tưởng đầu bếp Việt Kiều nữa. Bao lâu thì đi chơi lần đầu tiên? Ban đầu thì nói chung là em cũng tò mò, em cũng thử nhiều cái lắm. Thì em hỏi thôi ít bữa hẹn cho hôm cái đi. Cái vợ em cái nói chửi em đồ biến thái. Chưa gì đòi hôm ta. Rồi nấu ăn chay rồi nấu chay rồi mày sao người kỳ cục gì đó. Rồi xong em giận quá em không có nhắn tin nữa. Khoảng mấy ngày tuần gì đó rồi nhắn tin lại rồi rủ đi uống nước mía. Thì xong mới đầu gặp lần đầu tiên là ở quán nước mía ở trước Bixi. Đó là lần đầu tiên đó. Dạ đó là lần đầu tiên. Rồi đến khi nào thì mới tỏ tình? Yêu trong 3 năm thì nói chung là cũng vợ em tỏ tình em. Tỏ tình em... sao em? Em nói em thích ảnh. Nói xong em nói là anh thích em đi, anh thích em là anh không có hối hận đâu. Rồi anh trả lời sao? Lúc đó ảnh vẫn chưa thích em chị. Ảnh nói ảnh lo công việc chứ, chứ ảnh chưa có xác định. Xong em mới nói vậy thôi, chỗ làm em cũng có người thích em á, người ta rủ em đi chơi vậy em đi nha. Xong ảnh kêu em đi đi. Cái xong cái anh chỗ làm em thì ảnh hay tặng hoa em lắm. Cái mỗi lần em đi chơi với ảnh em có cầm theo bó hoa của cái anh kia tặng. Cái xong về sau ảnh mới nói với em là thôi đừng nhận hoa nữa, tự nhiên thấy khó chịu quá. Xong em mới nói đó, vậy là anh thích em rồi đó, em nói mà, thế nào anh quen em đi, anh cũng thích em à. Vậy á. Gài mất đi luôn. Một cái lý do nào mà để em quyết định là thực sự tiến tới cái vấn đề mà yêu bạn này? Thì em học xong đại học, thì em về Nha Trang. Thì vợ em đã ở lại trong Sài Gòn. Thì lúc đó vợ em cũng về lại Bình Phước rồi. Trong thời gian một năm đó, thì yêu xe vậy đó, nhắn tin qua nhắn tin lại rồi gọi FaceTime nói chuyện. Thì xong thì đợt đó thì cũng không hiểu vì sao. Thì giận cũng cái tháng á. Lúc đó căng lắm là định chia tay luôn rồi đó. Rồi em cũng nghĩ giờ mà nếu mà mình vậy thì không được. Thì giờ mình cũng nhớ người ta mà giờ mình làm gì cũng khó coi. Xong qua tháng 9 tháng 10 kia em điện em đòi cưới. Xong rồi giờ em cũng đồng ý luôn. Giờ em đồng ý thì từ tháng 11 đến tháng 1 là bắt đầu tranh thủ nhau cưới luôn. Có nghĩa là đám cưới, từ lúc đám cưới cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Dạ 6 tháng ạ. 6 tháng, dạ. Quá, có nghĩa là quá son rồi đó. Đó bây giờ ở với nhau 6 tháng rồi, anh ấy có thật xấu gì không?
trong quá trình 6 năm là em lúc mà tìm hiểu là em thấy cũng có những cái tật đó như là cọc tính bảo thủ này kia. Thì về ở với em thì hiện giờ thì cái tính đó vẫn nó tăng hơn á. Em ví dụ như là em xay nước ép trái cây hay cái gì đi, em xay cà rốt với lại thơm này kia chung với nhau ấy, là ảnh bắt em phải chứng minh là hai cái loại đó là nó tương tác với nhau là có cái gì không mới được uống, còn không không được uống. Mà em nói là em thấy người ta xay cũng đâu có gì đâu, mà ảnh kia em phải chứng minh, nhiều khi em phải nhiều lúc nhiều cái chứng minh cho ảnh biết, em phải lên mạng em tí em kiếm này kia ảnh mới chịu uống, còn không ảnh không chịu uống. Tại vì em á thì em sợ bị đau bụng. Dạ. Cứ tại vì nhiều cái loại trái cây khi nó thích hợp thì không nói gì, nhưng mà nhiều khi nó tương tác với nhau nó sẽ bị ngộ độc. Cho nên em cũng sợ mỗi lần cứ làm gì mà trộn chung trộn trộn tổng hợp là em sợ lắm. Rồi bây giờ còn tật xấu gì nữa không? Dạ thì em thấy chỉ có vậy thôi ạ. Bảo thủ cọc cằn. Dạ. Còn vợ em thì sao? Vợ em thì nói chung là cái tính hay lo cho em. Hồi xưa tới giờ thì vẫn vậy, nhưng mà em thì em cũng nhiều lúc thì cũng bực bội về vấn đề đó. Thứ hai nữa là hay theo cái ý của người khác mà không phải tự mình quyết định. Đó thì cái tính theo của ý của ai? Của thì... em hay là của ba mẹ hay là của bạn bè? Nhiều khi của bạn bè cũng có, người dân của em cũng có, nhiều khi trái ngược nhau á thì... Không có chứng kiến hả? Dạ đúng rồi, không có chứng kiến. Có ghen không? Ghen thì vợ em không ghen. Thì vợ em tin tưởng em lắm. Thì trong quá trình đó thì nói chung là chưa gọi là từ khi mà quen nhau cho đến cưới bây giờ là chưa có nói một từ chia tay với em lần nào hết. Cho em nói với vợ em là em muốn vợ em thay đổi điều gì? Em nói với vợ em là muốn thay đổi là mình phải chính kiến lên. Dạ, chính kiến lên. Ngày thứ hai là phải ví dụ như là phải nhìn nhận cái sự việc. Dạ, cho rõ ràng hơn xíu. Còn em muốn Tài thay đổi điều gì? Dạ, chỉ bớt cọc với bớt bảo bớt thủ. Cọc, bớt bảo thủ. Hai tật xấu kể ra cũng là sự mong muốn thay đổi luôn phải không? Dạ. Chị thấy vậy nè, cái cảm giác của chị thôi nha, là trong cuộc sống của vợ chồng em á, vợ em thương em, lo cho em nhiều hơn. Tỷ lệ cũng khoảng là 64 hoặc là 73 đó. Với em á, em quá thương chồng em. Em muốn thể hiện hết tất cả những điều đó cho chồng em hiểu là em thương chồng em. Em lo quá đó, đôi khi cái đó nó tạo ra cái dở cho mình. Dạ. Cái dở cho mình ở đây là sao? Nhiều khi á, chồng mình sẽ cảm thấy là sẽ hơi bị vướng víu. Nếu mà trong cuộc sống vợ chồng á, cái sự tương tác á, nó phải nhận được cái sự tương tác. Ví dụ như cái điều em làm là cái điều chồng em muốn. Dạ. Thì cái đó quá tốt. Nhưng mà cái điều mình đang làm mà đó chưa phải là cái điều chồng mình muốn, thì mình phải thay đổi chiến thuật. Cách giữ chồng thì có 100.000 cách. Đó thì bây giờ mình phải xem cái cách nào là cái cách mà chồng mình muốn để mà mình làm, thì nó sẽ tạo ra cái sự mà thoải mái ở chồng mình, để mà yêu vợ mình hơn, để mà cảm thấy rằng á, mất đi cái người vợ này á, là sẽ không tìm ra một người nữa. Tại đúng, vì em có nghĩ như vậy. Em hiểu không? Dạ. Rồi. Ha. À, cảm ơn em. Dạ. Xong rồi đưa cho em coi nó uống mày bị gì á, thằng này tâm thần á ta, xong mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy. Xong rồi nó chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ thanh trần. Xong ở đây thêm một cái nữa, xong ở tay thêm một cái nữa, phía sau thêm một cái nữa. Tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người. Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ em mới kêu là thôi giờ trễ rồi con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Sao là sai là đúng rồi. Ủa xong kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong mà gặp chồng em ngày nào cũng là ngày an toàn hết, ngày nào cũng là ngày an toàn, cũng ngày an toàn mà em nói sao đó sao không, cuối cùng dính bầu đó. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chú rể có vẻ luống cuống quá hả? Chú rể, em năm nay mấy tuổi? Dạ, hôm nay em 21 tuổi rồi. 21 tuổi à? Dạ. Wow, quá trẻ. Còn cô dâu? Dạ, em bằng tuổi chồng em. 21 tuổi. Đấy, hai bé 21 tuổi nó đã lấy nhau rồi. Sao mà lấy sớm thế hả trời? Hãy giới thiệu cho anh cũng như là quý vị khán giả được biết là các em tên gì, công việc như thế nào? Dạ con chào cô Hồng Vân. Thôi bây giờ cứ kêu bằng chị với anh. Chị Hồng Vân. Dạ, chào. Trên đây là không có cô với chú. Dạ, toàn thể quý vị đang có mặt ở đây. Em tên là Trần Ngọc Thanh Thanh. Em sinh năm 97 và hiện tại đang làm diễn viên tự do.
Rồi giờ chồng cũng làm diễn viên luôn nè. Dạ, nói đi. Dạ, không hả? Chào chị Hồng Vân, Phú Thuận, khán giả. Dạ, em tên là Đặng Văn Khánh. Hôm nay em 21 tuổi, em đang còn đi học và phụ giúp công việc gia đình. Rồi, tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Hai đứa em học chung với nhau ở lớp đại học. Thì trong lớp em rất là quậy. Còn chồng em thì giống như là những cái người mà gà rù đi học, bị ép đi học, vô lớp nào cũng cúi mặt xuống ngủ, giống thất tình lâu năm vậy đó. Nhưng mà hai đứa thì không để ý gì tới nhau. Hai đứa cũng có quen bồ là 1 năm rưỡi đó. Thì sau khi chia tay thì em có bị bệnh, nằm ở trong bệnh viện. Thì lúc này chồng tự nhiên nhắn tin hỏi là: ủa mày đang trong bệnh viện hả, bị bệnh gì vậy, có cần tao lên thăm không? Xong rồi em mới trả lời: ủa tao đâu có thân với mày đâu, tỉ mày lên rồi thăm tao. Ủa tao đâu thân mày đâu đó. Xong rồi cái hả chồng em mới kêu là: không, để tao lên thăm mày, mày muốn ăn gì tao mua cho mày. Đó, xong rồi cái em mới kêu: rồi vậy thôi cũng được. Xong rồi em mới kêu là: tao muốn uống trà sữa với lại ăn chuối. Thì em nghĩ là chắc mua sữa, 1-2 trái chuối vậy thôi, mà không ngờ mua nguyên 1 nải chuối xanh. Trời ơi. Xong để lên giường bệnh của em, tưởng đâu chùa em chết vậy đó. Trời ơi. Sau đó là khi mà em xuất viện là bắt đầu chồng em theo đuổi em hoài luôn. Có phải là em đã để ý cô Thanh Thanh này từ lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đầu năm sinh viên năm 1 á, là vô hè là em đang ngồi trong lớp. Cái em thấy một bạn nữ bước vô mà nổi nhất luôn. Cái xì tai rất là đẹp. Cái em để ý lúc đó. Mà lúc đó em nghĩ là em không giới tới nổi đâu. Lúc đó là vợ em là diễn viên nhưng mà là có nổi tiếng không? Dạ vợ em thì cũng có nhiều người biết rồi. Hot face hả? Dạ, hot face. Trên Facebook thôi. Dạ. Sau khi mà về nhà rồi á, thì ngày nào cũng từ quận 7 chạy qua quận Bình Thạnh mua cháo này nọ cho em, qua nhà là dọn dẹp nhà cửa nhà này em này kia, rồi xong rồi hả mua đồ ăn cho mẹ em. Nói chung là tạo ấn tượng rất là tốt. Nói chuyện nhau mới được 4 ngày, chưa có tỏ tình chưa gì hết mà chồng ra đi xong nguyên chữ tờ bự chà bá ở ngay đây rồi. Xong rồi đưa cho em coi, nó uống bị gì vậy, thằng này tâm thần á ta, xong mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy. Xong rồi nó chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ Thanh Trần, xong ở đây thêm một cái nữa, xong ở tay thêm một cái nữa, phía sau thêm một cái nữa. Đó, ha. Tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người luôn. Vậy thì mỗi lần cua em thì sao? Em đây nè, em anh yêu em nè. Vậy là sao? Biết sao cái cách thể hiện nó kỳ cục lắm không? Anh không hiểu luôn là cái cách thể hiện để mà bày tỏ cái tình cảm của mình với cô Thanh Trần này, mỗi lần vậy thì là giặt ra cho coi sao? Dạ không, em vì em yêu quá là em cứ hết những cái kỷ niệm á là em cứ cho lên người. Tức là mỗi một cái chữ hình xăm đó nó tương ứng với một cái kỷ niệm nào đó, đúng không? Rồi xong đúng rồi không? Tới ngày quen là xăm ngày quen nhau, rồi cung của hai đứa là gì xăm lên. Đó, xong rồi họ tên của em là bự chà bá sau lưng luôn. Rồi mẹ em có thấy cái hình xăm của em không? Không, mẹ em biết là hãnh diện mà em khoe. Đi khoe với mọi người nè, con tôi xăm tên vợ nó nè. Ồ, vậy đó hả, dễ thương quá. Xong rồi một thời gian sau, khoảng cỡ 4 tháng là bắt đầu dẫn em về ra mắt ba mẹ bên đó. Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ em mới kêu là: thôi giờ trễ rồi, con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là: thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Làm sao là sai hả? Là đúng rồi. Ủa xong kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Cái quan trọng là em có dạ không? Rồi dạ luôn rồi, giờ đóng cửa rồi em ở trong đây luôn rồi, giờ em phải lên ngủ. Em dễ sai dễ biểu quá, ngoan quá sức luôn vậy. Xong rồi bữa sau mẹ chồng em mới gọi điện cho mẹ đẻ của em. Nó là: thôi chị ơi, bây giờ em xin chị là cho con gái chị qua đây để em nuôi, em chăm sóc luôn đi, qua đây ở luôn đi. Mẹ em có đồng ý không? Dạ đồng ý luôn. Trời ơi trời. Sao từ em mà cho tới phụ huynh em cũng đều rất là dễ vậy? Dễ dãi quá. Bây giờ phải hỏi nè, lý do gì mà mẹ của em lại kêu bạn này ở lại? Tại vì trong thời gian mà em bắt đầu cua Thanh đó là gia đình Thanh có biến cố, gia đình hai ba mẹ hết tình cảm với nhau, ly dị á. Cái Thanh cứ áp lực nhiều. Tức là mẹ thương. Dạ, mẹ thương, mẹ tội Thanh quá thôi, mẹ nói là Thanh ở lại luôn đúng không? Dạ. Rồi sau đó rồi mới đề nghị thôi, mày để ta nuôi luôn đó. Rồi ở chung nhà, hai đứa còn quá trẻ như vậy thì có cái vui gì không? Gọi là... Như hai đứa nít mà gây lộn không? Dạ không, thì cũng chuyện gì tới nó cũng tới. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là: trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong rồi gặp chồng em, ngày nào cũng là ngày an toàn hết, ngày nào cũng là ngày an toàn, cũng ngày an toàn mà em đó sao đó, cuối cùng dính bầu. Đó,
Mà lúc mà em với chồng em là nhận ra là hình như là có bầu rồi. Xong rồi chồng em đâu có cho em đi đâu, không cho mua quay thử thai, không cho đi đâu hết trơn. Xong rồi tự âm thầm xuống nói với mẹ chồng em là hình như Thanh có bầu rồi mẹ. Xong rồi một buổi sáng thức dậy, mẹ chồng em cầm cái que thử thai lên, con thử trước mặt mẹ đi. Xong rồi cái khi mà em thử xong rồi thấy ra hai vạch, con đã sẵn sàng làm mẹ chưa đó. Mẹ chồng tuyệt vời nhỉ. Tính ra là mẹ chồng em á là rất là hiện đại đúng không? Dạ, vậy đúng. Thì cho hỏi xíu nha, hai vợ chồng còn rất trẻ ở trong phòng vậy đó, rồi tụi tí tụi tí vậy đó, có khi nào, bị mẹ phát hiện không? Dạ có. Một buổi sáng đấy, tự nhiên đòi phai nhau, xong rồi quên khóa cửa phòng. Quên khóa cửa phòng, cái tự nhiên mẹ mở cửa vô, hai con ăn gì không? Xong thấy mẹ đóng cửa lại cái đùng vậy đó. Trời ơi. Cái là mẹ đi xuống dưới chân cầu thang, bắt đầu định hình lại tinh thần được rồi á. Mẹ lên nha con. Xong rồi đi được ba bước, mẹ đang lên đó nha. Mẹ gần tới rồi nha. Mẹ đang đứng trước cửa phòng nha. Mẹ vô á. Xong mở cửa ra, hai đứa ăn chuối luôn. Dễ thương quá. Hai đứa mà lúc mà về ở chung thì chuyện gì tới sẽ tới, đúng không? Dạ. Có nghĩa là đó là cái đêm tân hôn, chứ không phải là cái đêm tân hôn là cái hôm mà sau khi cưới, đúng không? Không, đêm tân hôn thật ra nó rất là mắc cười là tụi em rất là sợ ma. Thì đãi tiệc ở cái khách sạn đó, xong thì người ta có tặng một cái phòng tân hôn. Xong rồi hai vợ chồng vô cái phòng đó, xong rồi kiểu như nhìn xung quanh thấy như là ghê quá. Cái hành lang đi vô nó đã tối thui rồi, xong cái phòng kiểu lạ lẫm, hai đứa nhìn nhau. Ê, sợ ma quá, thôi về đi, thôi về, hai đứa đi về luôn. Trời ơi. Hai đứa đi về nhà gặp ba mẹ chồng, thôi con về đây ngủ, con không có chồng đâu. Của em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ là 6 tháng. Ở ông xã em có thật xấu gì? Dạ nhiều lắm bác, đây hồi dạch mặt bác. Nhiều, ơi là nhiều, ơi là không nhiều. Hết luôn. Đầu tiên là tính mà quá là nhây. Giống như là nhay những cái chuyện như là em đang bực bội khó chịu, xong rồi vợ ơi nha vậy đó. Xong rồi cái em mới kêu thôi em đã khó chịu ra đi, xong rồi cứ nhay hoài tính em cả cọc rồi, em điên lắm, đánh chồng em đó. Xong rồi đánh hoài à, ngày nào không có chuyện nó đánh hết trơn rồi. Xong rồi có lúc mà đánh dữ quá em đánh bầm mắt luôn. Trời ơi. Xong rồi cái chồng em cầm lộn điện thoại của em, nhắn vô trong cái tin nhắn, cái nhóm nó có em với hai chị họ của em nữa, nhắn lộn vô trong đó là chị ơi cứu em với, nó quýnh em bầm mắt rồi. Xong rồi hai chị em tưởng đâu là chồng em quýnh em. Xong chạy tức tốc qua nhà em cầm nó bảo hiểm ra, xong mày dám quýnh em tao. Trời ơi. Ủa mà bộ hai đứa xài điện thoại chung với nhau hay sao? Hai điện thoại nhìn giống nhau cái cầm lộn, xong nhắn vô trong đó rồi mấy chị em tới, xong mới thấy là chồng em nằm ôm con mắt vậy nè. Ôi tội nghiệp nhỏ quá, hèn gì mà lớn không nổi. Tại vì nhây đó đúng không, cái tật nhây quá đúng không? Còn cái thứ hai đó là ở dơ. Ở quá trời dơ, sau cái lúc mới quen nhau lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, tới khi mà về ở chung với nhau 3 ngày không tắm, tối không bao giờ đánh răng. Đó là cái lý do sâu xa, là mỗi lần giống như là lại gần em, vợ ơi bỏ qua cho anh đi, là cái mùi thúi nó bay vô mặt em để nói là phải quên. Thời vậy mai mốt phải rút kinh nghiệm nha, phải lấy khẩu trang để mà tỏ tình hả. Còn những biểu hiện gì nữa không? Rất là trẻ trâu luôn. Đầu tiên là lên trên mạng thôi. Bây giờ anh sẽ quyết định rồi, anh sẽ mua một cây kiếm Nhật về. Làm gì vậy? Thằng nào đụng tới em anh chém chết nó. Ủa để làm chi? Ủa để làm chi? Đâu ai mượn thể hiện. Rồi xong, ba dấu hiệu nhận biết. Đầu tiên là em hỏi tên anh đi, nguyên cái quận này ai cũng biết anh hết. Hỏi ra không ai biết. Trời ơi, hỏi tên tất cả chém đi, ai cũng biết hết. Hỏi ra không một ai biết hết. Rồi cái thứ hai nữa, mỗi lần mà ai mà thí dụ em đi ngoài đường không, còn ai mà giống như là đụng vô chân em hay gì á, lỡ như chạy ngang quẹt ngang, mày sao? Vậy dí theo mày muốn sao? Dí theo mày hả? Mày mới dám đụng vợ tao hả? Nó chọn cái gì á? Nó làm gì đâu, lỡ quẹt chúng nó đụng tới em mà phải giết nó. Xong rồi rồi thêm một cái nữa. Người ta đi ra ngoài đường, ví dụ như là người ta nói tới ảnh im. Anh im xong về mới nói, tại nãy anh im thôi, anh mà lên tiếng là mệt. Ủa đó đâu dám đụng tao, người ta nói im re à. Lúc mà người ta nói im re, tới khi về nhà mới bắt đầu thiệt. Anh mà lên tiếng là nó mệt với anh. Là sao? Lúc đó không lên tiếng thì về mới thể hiện. Em đi với chồng em ngoài đường em rất là sợ. Thí dụ như đi với một người mà cao to lực lưỡng mà hỏi chồng em mà chửi người ta đi, mình sẽ nghĩ là giờ mày chết với tao, mày chết với chồng tao rồi. Còn đi với chồng em mà lên tiếng nha, người ta quay qua nhìn một cái rồi thôi chạy đi ba, nó quýnh hai đứa bây giờ hơn. Nó sợ muốn chết luôn. Đáng yêu quá Thì bây giờ mới 21 tuổi thôi mà, phải là trẻ trâu thôi chứ sao nuốt giai đoạn được, đúng không? Dạ. Đó, rồi có lén hút thuốc
này kia nọ không? Trẻ trâu thường dạ hay có, thể hiện dạ chứ. Dạ có lấy hút thuốc. Lúc đó là em đang mang bầu, em nói là bây giờ vợ mang bầu rồi đừng có hút thuốc nữa nha. Anh hứa với em luôn, anh thề anh không bao giờ anh đụng tới một điếu thuốc nào. Xong tối hôm đó dụ cho em ngủ trước. Thường là anh bấm điện thoại anh chưa buồn ngủ, xong rồi em ngủ trước. Lén xuống nhà hút thuốc, xong rồi đi lên trên phòng. Xui quá, lén em mà xui quá đụng trúng cái bàn ngay cái đùng. Xong rồi em mở mắt ra vậy em nhìn, xong rồi em vẫn ráng hí lại, xong rồi cái chồng em lại nhìn em, ồ nó ngủ rồi. Xong rồi em nghe mùi thuốc, trời ơi em tái một cái bóp, giận quá trời giận. Bỏ luôn chưa? Dạ bỏ. Ủa em, nhưng mà lúc mà vợ em có bầu có thay đổi tính nết tâm tính gì không? Dạ vậy em thay đổi nhiều lắm mà. Chỉ là cần làm một cái gì đó sai nhỏ nhỏ thôi là nghe chửi nghe đập rồi. Thường là những người phụ nữ khác là vợ giận là chồng bay lại ôm hung đủ thứ năn nỉ là người ta sẽ bớt giận, còn vợ em riêng vợ em thì càng ôm càng quýnh, càng năn nỉ càng đập, cứ thôi vợ ơi xin lỗi mà mày xin lỗi mày biến ở đâu, trời đập kinh khủng luôn, cứ ôm vô là đập, cứ ôm vô là tội nghiệp với thân phận chồng em. Sâu xa là gì, thí dụ ôm là im lặng đi, ông nói vợ bỏ qua cho anh đi, phà cái hơi rồi đó. Tại vì tụi em đều là hai đứa trẻ đó, thành ra là chắc chắn là từ cái chuyện mà sống chung với nhau nè, rồi đến chuyện mà có bầu á, bắt đầu em bé nó từ từ nó lớn lên á, rồi cơ thể vợ thay đổi này kia nọ, đều là một cái sự ngạc nhiên và khám phá đúng không? Dạ. Thường người ta là vợ mang bầu, người ta sẽ chồng người ta sẽ lại nói chuyện với con hay là sờ bụng gì đó. Em là toàn phải giới tay nó đặt vô bụng không à. Xong rồi tới khi nó thấy con đạp chỗ ghê quá em, ghê quá. Làm sao không bao giờ nói chuyện với con. Hỏi sao anh không nói chuyện với con đi, con trong bụng nó nghe nó rồi hiểu đó. Xong rồi anh biết nói gì đâu, nói gì giờ, hello con. Xong hết. Không nói gì nữa, đó cũng không sờ bụng không gì hết. Xong em cảm thấy trời sao tự nhiên cứ chồng gì mà giờ có con chán quá vậy. Sao chồng gì mà không có tương tác gì với con cái hết trơn. Xong rồi cái hả em kiểu lúc đó cũng chán nghĩ cho trời lấy mấy thằng mà con nít giờ tự nhiên không biết sao thấy cảm thấy giống như là mình lúc nào cũng phải gồng lên vậy đó, mình lúc nào cũng phải là chỗ dựa cho chồng mình. Chứ chồng mình không phải là chỗ dựa cho mình. Sao lúc mà vợ mang bầu á rồi có thay đổi từ cơ thể cho tới cái tâm tính vậy đó, em ngạc nhiên không? Dạ. Em thấy mắc cười không? Dạ không, em có tìm hiểu nên là em thông cảm. Ừ. Dạ, mà phụ nữ có bầu là gay gắt lắm, dữ lắm. Rồi có bắt em phải nhịn kiểu đói nhịn khát không? Dạ có chứ. Vợ em là dữ ghê lắm, năm trời. Là dạ. Bắt nhỏ nhịn đói nhịn khác luôn hả? Dạ, nhịn dạ. Tới nỗi mà giống như lâu lâu em có những cái cử chỉ mà thân mật dữ quá, cái ảnh tưởng là cho ảnh làm hay gì đó. Em trời em cho thiệt hả? Nghĩ sao cho vậy cha? Ê, thương quá, thân phận làm chồng của em thật rồi. Đáng thương. Mà vui không? Lấy vợ vui không? Dạ vui. Bị đánh là vui đúng không? Đánh vẫn dạ, vui. Đánh cảm thấy là vui. Trời ơi. Ủa con em năm nay bây giờ là bao nhiêu tháng? Dạ, một tháng. Một mới tháng. Có 1 tháng thôi. Chà, làm vẫn còn con bắt nhịn đó. Dạ, vẫn còn bắt nhịn dạ, đó. Vẫn, dạ. Tới giờ phút này luôn tại đó. Tại vì em sinh mổ mà. Ồ. Oh, dạ. Thực ra là đâu có cần thiết phải bắt nhịn dữ vậy trời. Tuổi này còn nhỏ mà. Dạ. Những cái tháng đầu tiên cho đến tháng thứ ba coi như là tạm thời nhịn, nhưng mà đến từ tháng thứ ba trở đi á. Dạ. Là bình thường. Bình thường mà. Còn 1 tháng như là 2 tháng. Cho đến tháng thứ 7, tháng thứ 8. Còn 2 tháng nữa. Ráng đi Khánh, anh nghĩ em không, sẽ làm được. Nhưng mà phải nhịn là sau khi sanh thì bắt buộc cái đó là mình phải ấy để mình kiên cử cho cái người phụ nữ. Yeah. Nhưng mà trong thời gian mà em ăn bầu á, em không cần thiết phải bắt chồng nhịn, là tại vì á khi mà hai vợ chồng vẫn có cái mối quan hệ á, là em bé rất là tốt luôn. Thiệt, rất là tốt cho em bé luôn. Nói vậy để đứa sau đừng bắt nó nhịn nó tội. Em nói thật lòng đi, trong cái thời gian qua là em bị vợ bạo hành như vậy đó, thì thật sự là em có cảm thấy bị tổn thương không hay là em rất là hạnh phúc? Dạ em thấy vui. Thấy vui. Tại vì ngày nào không quýnh là em thấy buồn lắm, thấy trời nhạt ơi. Quá. Ngày hôm nay nhạt quá, em phải làm cái gì đó để chọc vợ em cho vợ em quýnh. Trời ơi. Rồi bây giờ tới em đó. Houseplay này có thật xấu không? Dạ vợ em thì ít lắm mà. Em chỉ có là hung dữ thôi, tính đàn ông thôi. Còn mọi cái thì cứ thiếu cái gì là mua sắm rồi đầy đủ cho con cái rồi chồng rồi đủ thứ hết á. Chỉ có là tính tình là bộc trực và hay giống như là hay có hay nổi nóng không? Dạ có, vợ em nóng lắm. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Dạ em muốn vợ em lâu lâu dịu dàng nữa. Lâu lâu dịu dàng với em phải không? Dạ. Cái thời gian dịu dàng vợ em đối với em chỉ tính bằng giây thôi. Trời thấy thương không? Tội nghiệp bé. Thường thì cái tuổi này đúng là cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa tới. Dạ.
Thành ra là lấy nhau thì chắc chắn là chưa có thể nào mà như những cặp vợ chồng người ta trưởng thành được. Điều đó là chắc chắn. Nhưng mà rất may mắn là tụi em có ông bà nội, rồi bên ngoại nữa, bên ngoại, bà ngoại nữa. Thì nó có, cũng có những cái điều nó hạn chế, nhưng cũng có những cái điều lại là thuận lợi. Tranh thủ cái lúc mà ông bà vẫn còn sức khỏe để mà lo giùm cho con mình á, thì hai đứa tạo dựng sự nghiệp, nhất là em á, học đến nơi đến chốn, rồi là phải có cái sự nghiệp. Người đàn ông mình phải cố gắng, mình chững chạc, mình phải là trụ cột. Chắc chắn bây giờ thì chưa thể nào làm được ngay đâu, nhưng mà cái hướng tới là phải như vậy, phải hoạch định như vậy. Rồi, rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn.